Ôi, nhà Miêu dắt bà ba đi đâu đây? Ôi, Mai Kiến Thị nè. Đồng tiền mà. Đồng tiền. Đồng tiền. Đồng tiền. Trời ơi, cái Mai bắt sao đẹp dễ sợ. Duyên xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay cả nhóm cùng với Hiếm Ba với Hương Tiền đi lên quậy bác Sáu bữa nha ông bà cô chú ơi. Ủa bác Sáu làm gì hả? Lụm gác. Lên mình xả gác cho bà lụm gác. Đây đây là nhà của bác Sáu nha ông bà cô chú. Ở nhà bác Sáu thì có trồng mặn với vú sữa với dừa nữa. Tại vì hôm bữa là bác Sáu nói là có quầy dừa cứng cại dữ lắm luôn. Từ lúc mà dừa mà uống được kêu Phong bẻ cho bác Sáu mà tới nay luôn, đến nỗi mà cứng cại luôn. Hôm nay Duyên sẽ lên lận bẻ dừa để làm mứt nha ông bà cô chú. Thì cũng Tết tới rồi đó, làm mớ mứt đừng để trong nhà đang đãi khách ha bác Sáu ha. Cho bác Sáu làm, cho bác Sáu uống nước trà, làm mứt đi cho bác Sáu. Làm mứt mình để bác Sáu uống nước trà. Ôi bác Sáu ớt này ớt gì vậy? Không biết, bác Sáu chồng bác không biết. Lát nữa con gì con ginh chậu à nha. Chậu lá. Lên cái đĩa này đĩa kia. Cái lá tròn nè, nó là ớt ớt hiểm. Ô cái này sao con tưng tống này được ta? Rồi bác Sáu chồng quá trời mà cây nào cũng tốt hết. Ơi, trời ơi con khỉ. Té. Heo leo cây bữa nay đổi ý rồi. Đây là cây dừa nghe, xin mời diễn viên chính đó là tươi xanh leo bẻ có được không? Đậu nè. Ờ đậu xanh. Nào cứ cãi ta. Nè nguyên buồn mấy buồn đó đó. Ờ. Bẻ hết đi cái việc bẻ hết đi. Cái nào cãi mình thì mình làm mứt, cái nào non mình uống. Dứt. Dứt. Mấy trái cám vỏ luôn nè. Có gì bẻ được không hay bẻ tay à? Bẻ tay hả? Ở tay hả? Dạ. Lý Hái quơ giật cho mau, bẻ tay lắc biết nào đây, rồi. Đây. Rồi leo lên đi, leo lên đi. Đây lộn kèo rồi, lộn kèo rồi. Ông Sáu với bác Sáu gì mấy ông? Cái buồn trong đó bẻ được đó bác Sáu, bẻ uống được đó bác Sáu. Nghe vậy lát Sáu, con chặt xuống cho cái nào già thì em bằng mất ra non thì em uống cứ việc bẻ hết rồi cây thôi. Cái nào có cái thì cại không? Được không? Không nè nè, bẻ mấy cái dừa này nè. Nè Lữ Hái nè. Bà trái bên đó đó nè tươi. Bà trái đó là cứng cại đó. Như bốn trái trên đó, như quầy trên đó. Lên nó được không? Lên nữa. Được. Rồi lên nữa ngồi trên đó đi. Dạ ông leo lên đi rồi tôi leo lên đó tôi đưa lên. Trời ơi. Khỉ dữ á. Đây là khỉ tươi. Khỉ tươi. Khỉ tươi luôn đó. À dư né nè nha, để đưa xuống là lũ. Rồi chưa? Không phải bùng tê. Cái này là cái gì ạ? Bác Sáu. Cái... Ngãi hay gì kìa, lứa lái lên kìa. Từ từ, ngồi tư thế chuẩn bị đi. Đây là linh lăng. Nè, nè, nè. Khoan nghe để tôi xuống tôi né ông ơi. Trời Hiếm Ba sao mình chạy 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 bỏ của chạy lấy người hết rồi. Cho chọc ên đây làm ơn xuống đi. Luôn chó gụn đi mình lụm rồi mệt quá. Năm trái. Năm trái. Còn quay nữa. Bẻ hết đi, bác kêu bẻ hết cây đi nào cái nào. Ơi lòn ra ngoài á dễ giật. Lòn ở dưới á tôi. Lòn phía dưới á. Qua cái bẻ. Lòn phía dưới kia quá qua là ừ lòn tay ừ lòn. Lòn cái cây bẻ dưới luôn đi dễ giật. Giật không được giật từ trái được. Ủa. Không, tại vì dừa này nó già rồi, gớt xuống nó đâu có bể đâu. Ừ. Mình sợ. Mà đất mềm mà đâu có bể được. Mình sợ có cái dừa non đó, nó bể. Con coi cái nào được, không chọc luôn nha. Ở bên kia, có con trái. Khoan, để không? Coi bên kia, để coi hai bên kia. Trái. Mình buồn chi hai trái. Hai trái bên kia cũng bận lắm coi. Còn buồn đó, mình bẻ ăn trái để uống đi tươi ơi. Buồn nó uống được đó. Ờ, năm nay lên bẻ dừa, dừa non có sáu gì chân được rồi đó. Xin trái, xin hai trái đi. Lấy sẵn bẻ luôn đi. Trời ơi, tới đến mình chân mà. Có gặn chân ha bẻ sao. Ơi quậy bên đây nè Tiền, quậy bên đây cũng già cứng cại rồi nè.
con coi dừa đó bẻ mớ đi. Cái bồn bên phải đó, bẻ mớ uống đi. Bẻ mớ đi. Cái đó uống được rồi đó. Dạ cũng hai được rồi. Bẻ không được hả? Chứ không tới vậy. Dạ, nói đang dối đó, đang bẻ kìa, đang bẻ kìa. Bẻ bớt thì cho nó đợt sau này nó nhiều nữa kìa. Rồi đó. Trời ơi. Uống hết trơn cho dừa luôn rồi. Rồi bể rồi, hết trơn nước luôn rồi. Ôi. À, nước lụm dừa kìa. Khang khang chui xuống lụm dừa kìa Khang. Xuống dưới sạn kìa, lăn lăn cái hơi dừa ra hai cái luôn kìa Khang. Đưa lụm trái đi, nó nhỏ nhỏ. Từ 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 từ. Thấp xuống. Ờ còn trái kia. Đi tới trong mới cao sang. Khang. Kêu quá dữ quá dữ. Rồi đi qua cây bên đây. Non quá đó. Trời, cái thang nó nặng. Nặng lắm. Lực sĩ. Liền thúng mà nó bởi uổng ha. Đất nó mềm nữa. Ôi. Đi. Bên này già nè. Ai da. Cái bồn đó là cứng cậy đó. Chặt nguyên bồn nó luôn đi. Rồi. Bồn này không đó non quá. Non xè. Nó xè uống nó chua liền. Có xài nữa kìa, có một cây xài nữa mình lại mình để xài nữa kìa. Ơi, bác Sáu có trồng vàng đậu xanh với đậu trắng nè. Đậu bắp nữa kìa. Xoài nữa, xoài có trái rồi. Bác kêu lên bẻ đậu nè, nấu chè nè. Đậu này còn non. Để mấy trái già đó. Chú đang bẻ dừa rất rụng đậu bẻ đầu luôn. Trộn quầy dừa bác Sáu trần trời. Hoa xịt trái ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 điếm hết nổi luôn. Ở bên đây buồn nữa nè tiền. Ở đây buồn cũng bự nữa nè. Còn non. Còn non. Ở quầy đó là có cái là mất đó. Sao mấy cái buồn nó trái nó không được bự ha. Buồn này trái bự nè. Trời ơi mà nhí bác phái leo cây kìa, leo cây nữa rồi kìa. Heo leo cây. Heo leo cây. Buồn đó hay là buồn bên kia? Coi buồn đó non không? Buồn đó đó. À được rồi, rồi ăn đi. Chuẩn chu lại tư thế. Rồi được chưa? Chị cả dính đến cái buồn vô giống nha chị. Rồi sắp xuống luôn đi. Rồi đó nhiều. Dạ được rồi bác Sáu ơi. Sáu ơi nhiều được bác Sáu. Nhiều được rồi. Rồi hôm nay ruộng nguyên vườn dừa của bác Sáu luôn. Giờ nay tụi con là làm mứt ở nhà bác Sáu luôn để dành cho bác Sáu uống nước chè. Rồi đi vô. Ôm dừa lên mấy đứa ơi. Ôm trái đó đi. Mêu ôm trái mêu. Không nói không? Ôm tới đó gớt luôn. Trời ơi, cái dừa này nó cứng cạy dữ vậy nè. Chặt cái dao này không thấm tí. Ờ, cái dao đó không, nó hơi lục rồi. Trời, bữa nay thôi bác Sáu thiết kế cái lồng rồi, đã vậy kìa. Lồng thôi, cái mỏ nó gãy cái gì trời. Rồi, chồng không vô lồng mà nó ra ngoài. Trời ơi. Lồng thấy cái mỏ nó như trời nha. Dương, đây nè Dương. Ba trái bự bành kia nè. Dừa này không bẻ là già luôn. Nó khô nó vừa khô mình làm mà nấu cà ghi luôn. Cà ghi nữa cũng cà ghi nữa. Nó vừa béo làm cà ghi chứ làm gì giờ? Bên đây nè, ba trái bự bên đây nè. Nó già mà không già quá. Không mà vừa này chắc để lay quay chứ nó mua khô nó bụng luôn quá. Vừa già quá ăn nó nhánh xà mà mất dừa. Vừa già quá ăn quá ngon. Gáp con nờ tươi nó đen luôn kìa. Đó, đen thùi luôn kìa. Cái đó là gà nạo giác nó cốt được luôn. Mình đó thì mình chặt cái dao thì nó không đứt. Mà bả thì bả cầm nó đưa cái ca ra ngoài. Để vừa thì bán xôi à, lắc có nước chưa? Lắc có nước chưa? Ừ, nước rồi đó. Giờ này khô rồi. Khô lắc tiêu nước rồi. Bán xôi phải không? Chạy đi mua 1 ký xôi về xôi. Bà ơi. Ừ, ngon ha. Béo không? Cứng vậy đó mới làm mất được, cái mềm sao làm mất? Mà vậy nha. Kém. Cái vậy. Gác nghỉ đưa. Dặn rồi, dặn rồi. Dặn không biết ai có uống biết liền. Dặn rồi nghỉ đưa. Rồi nè, con xong rồi đó.
Nãy giờ xin quà không ăn chơi, cái này dặn. Dặn rồi. Giờ đây mại vô, một trái 10.000, 10.000 một trái đây bà con ơi. Ít nước quá. Không đủ uống. Đây cho vô cái ly này, cái này. Nè nè, đổ vô nước đá nè cho uống. Đây vô nước dạ, đá. Giờ nè. Là mất ra dậy cơm ghê luôn á. Thấy đồng nó cũng lại nữa hả? Thấy đồng vui quá. Rồi. Đó rồi, mình có cái đổ bếp này. Để giờ vô bác Sáu coi có đổ bếp không. Bữa nay lên nhà bác Sáu quậy một bữa. Heo leo cây kìa. Ôi bà con ơi, con heo nó leo cây. Nè nãy con bán ở dưới đây, giờ con tới trên đây không. Leo sao hồi không xuống mất đốn mấy kỳ mới lấy xuống được. Có cây đổ bếp không bác Sáu? Ngồi xuống kìa. Nói vậy nè, cơ xuống không được rồi, mất đốn khi mà cây mặn cũng sáu không báo nữa. Thùng nào bác Sáu? Nói đây, quân sĩ nấu nước dừa không? Đó. Rất ngon đó. Thấy chưa? Rất ngon á. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Không, dừa này làm gì nè. Dừa ăn ơi. Nước này uống ngon nữa nè bà. Ừ. Diền khử ga. Đưa trái này vô cho bác Sáu đi. Nước á. Ừ. Cho bác Sáu uống đi. Nè ông coi. Phải sang ca mới được. Có cái nào có cái nóc chân kìa. Ra nước dừa ấy nè. Sử dụng chiếc đũa bếp này mình khử. Cái này chị, cái học này nè, học sao đứt nè. Như nè. Ba ơi, nghe. Có cái gì mà có cái gì? Lòng bên trong không cho con ăn gì? Lòng bên trong cái nó ăn, lòng bên trong. Ta lòng bên trong nó làm mất rồi. Lòng bên trong nó làm mất rồi quên. Cái mà kêu lòng bên trong. Giờ để nó chảy hết lên rồi đó. Cứ một thường bạn không chắc bạn lỗ bự nữa. Rồi mấy ngỗng nó kêu dữ ha. Thôi khơi cái dừa nó mệt. Thôi cái này tôi dễ nè. Cái này là sử dụng mua bếp là mau nhất sang ở nhà. Chứ muỗng nó nặng cái là gãy luôn á. Chứa ga nữa thầy. Còn dướng bếp bên này nè. Ui. Gia cột cũng lên. Oh yeah. Đâu có oh không? Yeah. Đây, cho muối với chanh lăn mình ngâm cho nó trắng nha. Nè. Rồi cưng qua cưng lấy cái dao nhỏ cưng gọt cái này cho hai nè. Có nhiệm vụ hết trơn à. Thành công hết. Chẻ cho em đi. Chẻ nặng vô. Lấy cái dao nhỏ á. Lá dưới hả ba? Gọt. Gọt hết cái này nha cả nhà. Lá dưới uống nước dừa. Bên ngoài nó có nước dừa luôn. Nhiệm vụ của chú thím ba là ngồi uống. Gạt cái con trái nó ăn kìa. Nặng chanh vô cái thau nước mà mình ngâm cho nó trắng. Cái này có dao hai lưỡi gọt không? Dao hai lưỡi gọt nó mau. Không mà mấy cái non như vậy nè, mình sắc sợi, cắt vuông 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 đó. Còn cái đó thì mình sắc lắc mỏng. Già thì mình làm lắc mỏng, còn non đó thì mình sắc cho nó ngon. Cố lên. Chặt dừa thấy chiên ghê. Này có con tươi chứ con tươi chặt chứ không có con tươi mắt tao chặt đó tươi. Bởi vậy. Gọt cưng gọt mấy cái lớp này nè. Này cứ múc hai thêm hai nước để vô nửa còn trắng nó bảnh. Cái nhà không dạo. Dạo nhà bác Sáu. Nhà bác Sáu lụt nhách luôn. Ở à, đó mà có cái đồ cạo ha. Cái đồ mà cạo vỏ á. Để cạo hơi hơi. Ừ, cái đồ mà cạo mà nó làm củ cải rồi đó. Bào củ cải đó. Cái bên cạo bên bào đó. Nhờ Dương cạo thấy chịu. Cháu cạo. Ừ rồi rồi cạo gì đi. Đúng rồi cạo gì đi. Đúng rồi đó. Cạo lông. Ê, hỏi chị Sáu ơi, còn cái dao nào bé hơn không? Coi chị muốn sắp mấy trà kìa. Lấy mấy cuốn cho trà. Nè thấy không? Trái non khự nó mau, nó đã. Mà cái này nó không được dày cơm nha. Ừ. Nó xèo mất. Rồi nãy giờ tèo. Thì cũng cạy xong cái phần dừa nè cả nhà ơi. Giờ cái kia thì nó khô hết trơn rồi.
được lấy được có con mớ à, rồi có đi mua thêm mớ cá dừa nữa. Vậy được không? Vậy được. Được. Rồi bây giờ sắc kỹ thuật quá ha. Giờ sẽ sắc. Cái nào mà nó non quá thì sẽ sắc nó còn to một chút. Nó dòm nha. Người nào mà không mặn là nó phạt. Còn cái phần nào mà nó già quá già mình lát mỏng. Nó là làm chén cơm được. Lát lấy này ăn cơm luôn thấy không ba? Thì Duyên có chuẩn bị một mớ màu nè cả nhà. Đó, màu lá cẩm, màu hoa đậu biếc là màu xanh da trời, còn lá dứa, màu xanh lá cây. Ba màu luôn. Ba màu. Nhất mới là màu trắng, trắng nữa. Màu trắng nữa là bốn màu. Màu trắng tự nhiên. Màu vàng mình pha là cái bông gì ta? Cái màu vàng mình lấy bí gỡ đó cục. Chờ qua cái tử. Đủ thứ bông á. Đây màu trắng rắc nữa đó. Tội nghiệp cho mấy người lớn quá. Ơi, mấy anh chị này ăn uống mệt ăn uống ăn uống ai béo rồi nó vừa để ba uống thôi nên ba uống thôi nên ba béo ba xấu được rồi. Cái này là mình ngâm chanh với muối rồi chút nữa mình xả thôi. Thiệt là nhiều nước cho nó nước nó ra hết thằng đục quá xỉu luôn. Ai kêu mượn chạy anh ngồi này ra nè. Dạ đưa chạy đua mà muốn mệt mà cái phần dừa già này á thì ăn nó có độ béo, còn cái phần dừa non này á ăn nó không béo nhưng mà nó mềm tùy theo sở thích của mỗi người. Người thì thích ăn béo, người thì thích ăn mềm. Điển hình như bà ba là khoái ăn béo. Ôi, bà nghĩ ăn béo rồi béo rồi cho nên ăn vừa cứng không à, cái bà ba không có ăn vừa mềm nghĩ béo rồi. Hoài mốt bà nghĩ ăn ngọt luôn đó, bà làm rồi ăn cái ăn mặn chứ ăn tàn chén cơm luôn. Thôi chơi nè, để muối cho nhiều vô, muối cho nó nhiều, nhiều. Ăn vô cầu gấp luôn. Lên tăng xong, lên tăng xong. Vừa Duyên đã rửa sạch rồi nè cả nhà ơi, xả nhiều lần nha, xả 4-5 lần gì đó cho nó ra hết chất đục. Rồi bây giờ Duyên sẽ cân 1 kg dừa là 400g đường. Mình cân đó hết là được, 4 kg không mình đang chia ra 3-4 chảo. Mình cái gì màu khe kia thì mình ít lại. Mất cục nạp quá. Rồi để vô 400g đường luôn. Là 1 kg 4 là 1 kg 4 đúng. Để cho đừng cứ nghe lặng mình úp qua cái một luôn. Nó cân thọc khác cũng được. Cân thọc khác luôn gọi đi. Được không? Được. Trừ mà bệnh này trừ mà cái cân là trừ cũng sao. Ừ đúng rồi. Căng này căng xịn. Căng xịn, xịn sò. Này chắc dư 4 kg luôn á em bà. Không dư. Rồi ok. Ok. Rồi. Xong. Đây đưa cho bà ba. Đây. Căng này căng vàng đi em ạ. Căng vàng. Căng vàng mới chịu ạ. Rồi. Rồi bà ba đổ màu. Đổ màu. Tôi thích màu gì tôi đổ nha. Rồi. Trộn lên nè. Màu lá dứa hả? Con khoái màu hoa đậu biếc. Màu biếc màu này hả? Ừ. Màu đậu biếc để sao đi. Đẹp xinh xắn. Mình làm lá dứa, con cọ này mày làm lá cẩm đi. Nữa. Này nhiều đợi hết luôn á Diền. Dạ. Nước này nè. Đâu? Trời ơi mà sặc sỡ. Mình ngâm cho nhiều thì nó thấm vô có gì đâu. Lên đẹp kìa. Không được, ít thôi. Ít thôi. Ít thôi, ít thôi, ít thôi không được. Nhiều được rồi đó. Ừ để nhiều quá mình nhiều quá nó lạc. Ừ, mình sẽ lạc đường nữa. Trời ơi màu đẹp ha. Quá sực sỡ. Cái màu này nó mới đẹp. Rồi đây. Rồi cho thêm cái khao khác đi rồi ba bê lóc nè. Mình cho lá dứa. Hay có tay bọc trộn phải không? Trộn cái màu. Cái này chắc hơn. Mình lấy sạn trộn nên lắc mình lạ. Màu trắng cho nhiều chút cũng đâu sao. Hơi sạn trộn. Thiếu sợ thiếu đây nè. Không thiếu đâu. Thiếu. Ít thôi. Cái đó còn dư thiếu gì trời, thao nó đủ rồi Duyên. Thao nữa đủ luôn. Cái đó còn nhiều dư 1 ký rồi đó. Dư nó cho thẳng cái mốt, ký mốt chứ. Màu xanh này nó không đậm không ha. Tội gì mà còn chịu đừng nào đậm nữa bà ba. Không đẹp màu đó. Bà ba màu xanh vậy thôi còn bà còn đòi gì nữa. Rồi 1 ký 4. Không đẹp màu cẩm, mình thích màu cẩm. Chỉnh căng lại.
Rồi cháy hết. Lên màu đẹp nè. Chưa chưa. Rồi. Cho anh tiền màu trắng tinh đi. Cái đó 1 ký 96. Ký 96 là 400 g. Cần 400 thêm giá đi. Không, ông nói nhiều nhất màu trắng. Tại ôi giờ 4 ký đi. Luôn á ba. Ừ. 4 ký chẳng nghiến luôn nè. Nè trộn đi, lắc qua lắc lại. Rồi cái này à, mình vô màu xong rồi mình để cho nó tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ sau rồi mình đem đi sên nha cả nhà. Cho nó tan đường hết với lại nó thấm màu vô cái cọng dừa. Dừa dừa ơi. Nãy rồi. Ủa vậy hả? Đổ lại hả? Đổ lại. Tưởng đâu. Làm gì đó. Chơi gì đó. Chơi màu qua đâu biết lên đẹp lắm đó. Là cái bà giật mình. Chơi cho nó thấm á. Trộn không được mình làm gì đó ha. Bây giờ mình để khoảng nửa tiếng đồng hồ cho thấm màu đi. 2 tiếng. 2 tiếng nè. 2 tiếng mình cho nó tan được. Cậu này dư nè, làm màu này luôn đi. Ơi có nắng không mình đem cà phê nắng đi cho nó màu. Nãy giờ cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà ơi. Nó lên màu rất là đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp hết trơn. Có chảo bà ba sơn nhiều nước quá trời luôn rồi. Ai biểu ham bự. Bây giờ mấy chị em sẽ sơn nha. Mỗi người một màu. Màu của Tiền là màu hoa đậu biếc nha cả nhà. Còn màu của Duyên là màu lá cẩm. Đây rất là đẹp nha. Nói chứ màu này là lên hình là hết sạch con bà bảy. Còn màu của Hiếm Ba là màu gì giới thiệu đi. Màu là dừa. Còn của Úc Dương. Màu trắng tinh khôi. Xong rắc này con ung rồi nè. Thân em vừa sánh lại vừa tròn. Đừng có ung, đừng có đúc theo, đừng đúc theo giống mấy đứa. Cầm khơi khơi Hiếm Bay đi, cháy lắm. Còn mấy đó kìa, nó ung mũi đó kìa. Thấy không? Cái chảo Hiếm Bay xấu cháy dữ không? Sôi luôn kìa về Dương. Chưa? Chưa, gửi chưa, gửi chưa. Thông báo hôm nay mấy chị em Tiền sẽ làm ẩm thực nghe cả nhà. Sơn mứt dừa do nhà tài trợ bác Sáu tài trợ. Tài trợ dừa, tài trợ củi. Tài trợ hết trơn. Mỗi cái này là mỗi nhà 1 ký nè, thấy ba. Ừ. Thấy không? Ừ. Mỗi nhà 1 ký. Dương là đứng đầu tiên luôn rồi. Nhìn chính duy nhất rồi đó nghe. Đợt quy chương rồi đó. Đợt quy chương rồi. Khóc luôn rồi. Không biết ba bốn bà cho anh làm như người ta ngộ muốn chết luôn. Giờ nhúc quá đó. Cái này nó ông mũi chị sao nói không. Giờ này ông mũi luôn. Của mình nó chịu không nổi nó điện dương. Của mình nó cũng có chỉ đường rồi nè nghe. Đó. Đâu hết bên đây tắt rồi tới bên kia tắt hoài á chàng. Thành công rồi. Rồi trước nghỉ trước Dương ơi. Dương nghỉ tới Hiếm Ba, hai em cháu mình nghỉ vô ngồi chế ngoảy trước. Vô kéo đi. Thôi chéo đi. Ở đây ngọt mũi rồi ngọt gần chết rồi ở đây làm gì? Ngọt cũng chết luôn. Của con cũng sắp cạn này nè. Cái này màu đậm hả Tiền? Hơi đậm. Nhưng mà ăn không sao nha cả nhà. Tại vì toàn là màu thiên nhiên không à. Cho em cái nhắc thôi. Tại nhà bác Sáu là ba cái ghế ngồi. Ba cái nồi nhắc. Chết được bốn cái. Ăn hiếp gì không có gì hết. Thì ăn hiếp mình lên con à. Dạ được rồi bác Sáu ơi. Sắp hoàn thành rồi. Còn ôi bụng mũi không chết đi nè. Còn thành quá dây dơ quá hả. Quá xui nó bay. Mấy người cuối ngọt gần chết. Hai tay hai cái. Sao đi nè. Hai tay hai bên sóc qua sóc lại. Đi ha. Thì không mình khóc nãy giờ. Nó sên kẹo lại rồi là mình rút lửa ra bớt nha cả nhà. Để lửa hãy cho nó nè. Nè con đi nó hai bà đó. Khói ngộn chết. Thôi hỏi rửa đi. Ủa mà bà ba lên cái này đẹp thành tròn luôn á. Màu xanh của người ta mà. Trời. Trời nó chơi đen nghe. Có gì nó chơi đen.
của Tiền là có màu xanh, màu vàng luôn đó, màu cam luôn. Tiền nó sơn ba màu luôn. Màu gì là đẹp rồi. Đừng ham đầu đẹp. Đừng thấy vẻ bề ngoài. Trời ơi, này nó ung mũi mình rồi Dương ơi. Hai cái bà trên này bà ung quá trời luôn rồi. Bà cũng Tiền hết đen luôn rồi. Bà. Ừ. Cho màu, màu của nó đẹp của nó màu nó đẹp đó, nó, đẹp của nó đó. Đẹp đó. Nó màu nó đẹp. Bỏ cửa chạy lấy người rồi. Thèm ha. Dương đẹp nhất đây. Dương là đẹp nhất. Này chia đều ra mỗi cái một ký này. Từ từ đến ba giờ đường lại. Rồi. Bốn nào. Sao kiếm chẳng giờ mà mấy thím cháu nãy giờ cũng đã sơn xong rồi đó cả nhà ơi. Đây đó, sơn được một mâm luôn. Quá trời, nhìn hấp dẫn nhưng mà của ông Tiền nhìn hơi bị đen tí xíu. Nhưng mà không làm sao mà, làm miền Tây là người ta phải đen đúng không? Da đen mới đúng là miền Tây đúng không? Sao? Làm cho làm được đợn. À, chị nói ra là biết biện minh liền. Người ta thì con cũng xin kính mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn mứt dừa với mấy thím cháu nha. Hôm nay thì có bác Sáu cùng ăn chung với nhóm nữa. Rồi mình mời cả nhà. Mời cả nhà. Bữa nay ăn món này. Mời cả nhà ăn mứt dừa. Mời ba cô chú ăn. Mứt dừa. Mời cả nhà. Người nào xanh màu đó. Mình xanh màu lá dứa, mình ăn lá dứa. Ngon không? Mấy cái mứt non nó mềm hết mà. Mềm. Vì hay làm ngon mèo. Ừ. Quả không cho mượn rồi. Nó cho dưới không nó làm dưới quả. Cho em mượn chút. Ăn bà thử màu xanh lá dứa của thím Ban. Thơm. Bà ngẩm thơm chắc. Thơm. Cái màu xanh này khác à? Dạ. Thơm thơm. Khác ăn thơm ghê. Đúng mèo. Bởi vì biện minh ha. Nó mình nó chơi. Bởi vì của mình nó chơi rồi. Nó biện minh. Thì ông tươi á có công việc cho nên về trước rồi nha bà cô chú. Ngon nhỉ? Ngon. Không. Ăn thêm đi chị Sáu. Tết hầu như là nhà nào cũng có mứt dừa chứ không sao. Bứt non thì nó mềm và ăn thử cái mứt vàng. Ăn thử ăn màu này màu kia. Mứt này cũng được cũng ngon. Trắng. Nha. Em thấy mứt già. Không mứt già này ngon mà. Ngon. Ngon. Vậy thôi biết là lột hết mấy cái trái già đi. Chờ mấy trái già lại. Ừ, có già ăn nó béo. Già béo. Cặp chung với thơm phải không? Hình như năm rồi mình làm mứt dừa bông đúng không ta? Đúng rồi. Mứt dừa bông. Không có thím Ba luôn đó, chưa có thím Ba. Chưa. Thím Ba chưa cho tham gia. Không có thím Ba rồi. Không có bà Ba rồi. Đúng rồi, lúc đó làm mứt dừa là không có bà Ba. Có bé Miêu. Hồi đó là bé Miêu đầu chuỗi. Miêu đầu đó anh nó bị chọc. Con nhỏ hay nhỏ bị chọc rồi lớn lên hết chọc rồi. Nó hết chọc rồi phải không? Nó hết chọc rồi. Nó nãy nó mét nó nói về con với thằng Khang quýnh lộn bắt éo. Nãy quýnh em à? Quýnh ai ăn gần? Không, quýnh lộn á. Quýnh đời quýnh lộn. Quýnh lộn. Chưa quýnh. Chưa quýnh mới có đầu vậy chứ chưa. Nội thấy cái tướng Khang không mày gắm quýnh không mày đòi ngủ. Đó mà cũng đòi quýnh lộn. Nó xô cái té rồi. Chạy bà ngoại lên.
Thì hôm nay mấy thím cháu làm cái mâm nước dừa này nè cả nhà, để Tết đem ra mình có nhâm nhi nước trà đồ ha thím ba ha. Giao thừa đồ ba uống rượu mà đâu uống trà đâu. Thì con cũng xin kết thúc video tại đây nha ông bà cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Diền nha. Năm mới chúc ông bà cô chú thành nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống lẫn công việc nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye. Bye bye cô chú.